chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel và các bạn đang nghe âm lượng được phát ra từ cái loa bé tí này. Ổn quá, mình sẽ tắt đi. À, như các bạn đã biết thì mấy ngày trước mình đã có giới thiệu cho các bạn một chiếc loa rất nhỏ bé của Xiaomi, tuy nhiên thì có mức âm lượng rất là to. Tuy nhiên thì nếu như các bạn vẫn chưa thỏa mãn với lại một chiếc loa bé xíu như này, muốn một mức âm lượng to hơn thì ngày hôm nay mình đã có chiếc loa này cho các bạn. Đây, một chiếc loa mang tên là Xiaomi Gun 2, nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi, một khẩu súng. Đây là một chiếc loa nguyên siêu. Và ngay bây giờ thì mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem cái loa Xiaomi Gun 2 này thì nó có điều gì hay. Trước tiên thì chúng ta sẽ nói một chút về cái hộp. Nó mang hình chữ nhật và nó hơi dài dài một chút. Như vậy là có lẽ là cái loa của chúng ta nó sẽ hơi cao cao dài dài như thế này. Toàn bộ hộp thì mang màu trắng và có những cái điểm chấm ở khắp xung quanh. Ở trước mặt thì chúng ta sẽ có một cái tem Xiaomi Gun 2 và ở đây chúng ta cũng nhìn được luôn mức giá của nó là 690.000. Ở mặt sau thì toàn những thông tin tiếng Tàu thôi, cho nên là chúng ta sẽ bóc xìu luôn. Các bạn ơi, và đây chính là chiếc Xiaomi Gun 2 của chúng ta. Wow, có vẻ như là rất là đẹp. Giống như là một cái vòng cao su ở đây, để lôi em nó ra. Và đây là Xiaomi Gun 2. Có vẻ như không giống một khẩu súng lắm nhỉ. Để ở đây lát nữa chúng ta cũng xăm soi tiếp. Bây giờ thì sẽ là các phụ kiện của nó. Về cơ bản thì sẽ không có phụ kiện gì cả. Chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một quyển sách ứng dụng mà thôi. Toàn tiếng Tàu. Ok. Và đây chính là chiếc Xiaomi Gun 2 của chúng ta. Nó mang hình dáng trụ tròn và dài. Chiếc loa này thì sẽ chia làm hai phần tách biệt với nhau. Phần dưới sẽ được làm bằng nhựa. Nhựa ở đây là nhựa nhám. Thêm một điểm nữa là nó lại mang màu trắng nữa, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ rất là dễ bám bẩn. Các bạn nên cẩn thận khi mà sử dụng chiếc loa này. Ở phần trên thì chúng ta sẽ có một phần được làm bằng nhôm và có một đường cắt kim cương rất là đẹp ở cái nơi tiếp xúc với lại màng loa. Phần màng loa thì sẽ được làm bằng vải. Ở phía dưới đáy chúng ta sẽ có phần hoàn thiện được làm bằng cao su và nó sẽ giúp cho chiếc loa chúng ta đứng vững ở trên mặt bàn hơn. Xung quanh chiếc loa thì chúng ta sẽ có đầu tiên là một cổng micro USB. Cái vị trí cắm cổng micro USB này thì nó tốt hơn rất là nhiều so với lại cái vị trí trái khuấy của cái loa bé tí này. Thành ra là cái loa bé này khi mà chúng ta cắm sạc thì nó sẽ phải nằm ngửa lên rất là xấu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái đèn để thông báo trạng thái của cái loa. Xung quanh chiếc loa thì chúng ta sẽ không tìm thấy có bất cứ một cái nút bấm nào. Như vậy thì bật chiếc loa này lên như thế nào, tắt giảm âm lượng ở đâu thì xin thưa với các bạn rằng là nó tất cả sẽ nằm ở cái phần nhôm này. Cái phần nhôm này thì sẽ có thể xoay để có thể tăng giảm âm lượng. Còn chiếc loa này bật lên như thế nào thì chúng ta sẽ phải làm một số thao tác như sau. Ở đây có một cái vòng nhựa, các bạn tụt nó xuống giống như kiểu là tụt quần ấy. Rồi, như vậy là sau khi mà chúng ta đã tụt cái vòng dây cao su của em nó xuống thì đây chúng ta có thể bấm vào cái phần này để có thể bật chiếc loa lên. Đó, giữ một lúc là chiếc loa của nó chúng ta sẽ lên và cái đèn bắt đầu nhấp nháy. Rồi, và đây cái vòng này thì có thể xoay rất là dễ dàng để có thể tăng giảm âm lượng, một cái cách điều khiển tăng giảm âm lượng rất là hay đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ thử kết nối với lại chiếc điện thoại và bật nhạc để quấy. Ô, các bạn có nghe thấy không? Khi mà mỗi một khi kết nối thì cái loa chúng ta sẽ nói ra một cái câu Trung Quốc gì đó là phiến che trường cung. Mình cũng không biết đâu nghĩa là gì. Có thể là nó đang chửi chúng ta, nhưng mà không, chắc là không đâu. Có thể là nó nói là đã kết nối. Cái loa này thì khi mà chúng ta tắt Bluetooth đi thì nó cũng nói luôn là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà về cơ bản là nó báo cho chúng ta biết là đã kết nối và đã ngắt kết nối. Ok, bật lên nhá, để quay nhá. Chiếc loa này thì cái chất lượng âm thanh của nó cao hơn hẳn so với cái loa bé tí này. Bát rất là rõ ràng. Đây. Đó, các bạn thấy là mình đều có thể điều khiển âm lượng bằng việc xoay cái vòng này. Nó nhỏ đi và nó to lên giống như là mình đang DJ vậy. Quẩy lên đấy mẹ. To lên đấy mẹ. Rất là cái cách điều khiển rất là hay, mình rất là thích cái cách điều khiển âm lượng của cái loa này. Và nhiệm vụ của cái vòng này đó là khi mà chúng ta đã bật cái loa này lên rồi thì nếu như cứ để không thì rất là dễ những cái vật nó có thể tì vào và nó tắt cái loa của chúng ta đi. Đó, thì khi chúng ta lắp lại cái vòng này, mặc quần trở lại cho em nó thì cái loa sẽ luôn luôn giữ ở trạng thái luôn bật hoặc là luôn tắt, sẽ không có cái vật nào có thể can thiệp được vào cái nút nguồn của chúng ta. Thì đấy là cái nhiệm vụ của cái vòng cao su này. Ngoài ra thì mình nghĩ là cái dây cao su này nó còn có một cái tác dụng nữa, đó là có thể giúp chúng ta cầm vào em nó một cách dễ dàng hơn đấy, cầm kiểu này chẳng hạn hay là móc vào đâu đấy, kiểu cũng tiện đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bật một cái bài nhạc mà nó có nhiều bass một chút để chúng ta cùng kiểm tra xem cái loa này bass bổng như thế nào. Có một điểm ở cái chiếc loa này đó là cái phần âm lượng thì sẽ được điều khiển bằng cái phần xoay ở đây, chúng ta không điều khiển âm lượng bằng ở đây được, có nghĩa là thực ra là vẫn có, tuy nhiên thì khi mà điều khiển ở đây thì nó sẽ không đồng bộ với lại cái loa này. Bật mắc ở điện thoại rồi thì chúng ta vẫn cần phải bật mắc ở cái loa thì nó mới kêu to. Quẩy lên. Thật ra thì bass của cái loa này thực sự là cao hơn rất là nhiều, tốt hơn rất là nhiều so với cái loa bé tí này. Không phải thôi, nó to hơn mà.
Ok, sau một lúc trải nghiệm thì mình đã có thể đưa ra một số những cái nhận xét cơ bản về cái chất lượng âm thanh của cái loa này. Về cơ bản thì ưu điểm lớn nhất của nó là bass rất là tốt. Về mức âm lượng thì có thể là không quá bá đạo đâu, tuy nhiên thì bass rất là hay. Có thể lý giải một phần là vì cái phần mà nó chứa cái màng loa nó có thể di chuyển một cách tự do một chút đấy, các bạn có thấy là nó làm khá là hơi lỏng lẻo một chút. Và mỗi khi mà nhạc đập thì cái màng loa này có thể di chuyển lên xuống một chút, đó là lý do vì sao mà cái tiếng bass của nó nghe rất là tự nhiên và hay. Ngoài ra thì Xiaomi cũng khá là chu đáo và cũng có thể nói là thông minh khi mà trang bị cho cái loa của chúng ta một cái vòng cao su như thế này. Và khi mà chúng ta không nghe nhạc thì có thể là lắp cái vòng cao su này lại để cho cái phần loa nó không di chuyển quá nhiều, và nó sẽ giữ cho chiếc loa của chúng ta bền hơn. Cũng như là khi mà chúng ta đút trong túi ấy, thì nó sẽ không tự động bật lên, giữ vào cái phần này nó có thể tự động bật lên. Nếu như mà chúng ta không lắp cái vòng cao su này vào thì rất có thể là cái loa nó sẽ tự động bật lên. Đó. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu tới các bạn chiếc loa mang một cái tên rất hổ báo của Xiaomi, mang tên là Xiaomi Gun 2, khẩu súng thứ hai hay là hai khẩu súng gì đó. Về cơ bản thì đây là một chiếc loa di động rất là đẹp, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để đặt ở trên mặt bàn như là một cái vật trang trí. Và mình rất thích cái cách điều khiển âm lượng của chiếc loa này. Chúng ta có thể xoay vòng như là một ông DJ thực sự để có thể điều khiển tăng giảm âm lượng của chiếc loa. Ngoài ra thì cũng không thể không nhắc tới cái chất lượng bass rất là ổn của cái loa này nữa. Chiếc loa này thì hiện tại đã có ở tất cả những cửa hàng của Sevenet trên toàn quốc rồi. Các bạn có thể tới và trực tiếp trải nghiệm. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.